Đang tìm kiếm một bộ xà kép di động để có thể tập tại nhà. Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người một bộ xà kép đến từ nhà Asura. Trong video này, mình sẽ nói về thông số kỹ thuật của bộ xà kép Asura, cũng như là các bài tập các bạn có thể tập với bộ xà kép này. Đồng thời, mình sẽ nói lên cảm nhận cá nhân của mình để trả lời cho một câu hỏi lớn nhất, đó là liệu bộ xà kép này có đáng mua hay không. Ấn tượng đầu tiên của mình về bộ xà kép này đó là nó có một màu sắc rất là rực rỡ. Hiện tại thì màu sắc của bộ xà kép này sẽ là phần tay cầm sẽ là màu cam và phần chân đế sẽ là màu đỏ. Trước tiên, đường kính của tay cầm và theo như công bố nhà sản xuất thì đường kính này 42mm. So với các xà kép khác ở trên thị trường thì với đường kính là 34 thì mình thấy là tương đối là nhỏ. Ở đây thì khi mà với một cái đường kính là 42 như thế này thì sẽ giúp cho các bạn có một cảm giác cầm nắm tốt hơn, đầm tay hơn và có thể giảm áp lực lên cổ tay khi mà chúng ta tập các bài tập ở trên xà kép này. Về thông số như là chiều cao, độ rộng cũng như là chiều dài của chân đế. Trước tiên về chiều cao thì xà kép Asura có chiều cao lên tới là 95cm, cao hơn khá nhiều so với các mẫu xà kép trước đây mình từng dùng, dao động chiều cao khoảng từ 76 cho đến 83cm. Với chiều cao này thì các bạn có thể thực hiện thêm rất nhiều các bài tập khác. Ví dụ như là chúng ta có thể tập weighted calisthenics, chúng ta có thể treo tạ vào người sau đó dip mà không lo lắng về chuyện là tạ nó có chạm đất hay là không. Tiếp theo về độ rộng thì độ rộng của cây xà kép này sẽ là 70cm. Đấy, như mọi người thấy ở đây thì cái khoảng phần giữa của cây xà kép này thì mình có thể có một không gian tương đối là thoải mái để có thể tập được các bài tập, ví dụ như là front level hoặc là back level. Mình sẽ thử dip ở trên xà cây xà này. Tương đối là rộng. Tiếp theo là về phần chiều dài ở phần chân đế. Ở đây, chiều dài của phần chân đế của cây xà kép Asura sẽ là 60cm. Với chiều dài lên tới 60cm như thế này thì sẽ hạn chế tối đa các trường hợp mà bị lật xà kép khi chúng ta thực hiện các cái động tác combo khó ở trong bộ môn calisthenics. Bây giờ mọi người hãy cùng mình test xem là với cặp xà kép Asura này chúng ta có thể tập được những gì nhá. Trước tiên là sẽ là bài tập cơ bản nhất, đó là bài dip ở trên xà kép. Nào, để mình thử xem nào. Với chiều cao 95cm thế này thì khi mà chúng ta dip sẽ tương đối là thoải mái, bởi vì khi đó chúng ta sẽ không cần phải co chân quá nhiều so với các loại xà kép khác. Với chiều cao lý tưởng này thì kể cả những bạn mà 1m8, 1m9 vẫn có thể tập bình thường. Và khi mà chúng ta co chân lên thì mọi người có thể dip được xuống khá là sâu. Mình sẽ co chân lên và chúng ta sẽ thử xem xuống sâu đến cỡ nào nhé.